đài phát thanh hòa giang nay xe đài phát thanh hòa giang <laughs> miền màn cái phong giống mưa tại món đại trên ham y hòa đài phóng sinh hòa giang như lời trình con như miền và xe mai phần phiên xính con thảo phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng phó màng giáo sĩ dâm hòa giang xanh trung ương bền khoai vùi trực tuyến tổng kết công sĩ miền trụ phính y xin lên phái trắng khoai quy công sĩ gió bịa y xin lên chấm ông vương mỹ vàng phó bí thư thường trực sách ủy chủ tịch hội đồng nhân bản xanh mình kiểm tra điểm giáo quạng dâm tin kiều xía và quang quyền ngành nông nghiệp khoai quy công sĩ gió bịa y xin lên chấm nhắn lệ trình công tài on nằm cuối nhây xem hiến pháp quyền tối ủy hoan nhân lệ trình xem bài phóng sự công tài thành phố Hồ giang do xuất sợ ấy sẽ liệp lang xuân biển sang dâm như thong khuya y hít miên man cái mưa to trong ngoáng. <laughs> Hoi chỉ hát giật dạ pham, cú tổng thị phóng, ủy viên bộ chính trị, phó chủ tịch quốc hội, Hà mạch xuân phó mạng giáo sĩ dâm hoa chẳng xanh. Tiếp quản dâm chầu trì và quang viện, xem mời phó chủ tịch ủy ban hình hoàn xanh Trần Đức Quý, Zip Kế Sinh Piang, Chiếc Văn phòng Sách ủy, xin mời các ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Sách ủy. Ông Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Sách ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Sách. Ông Đạm Văn Bông, Phó Bí thư Sách ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Ông Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Sách ủy. kéo có làm miền Giáo khuyên Dâm, Ban Thường vụ Sách ủy. Thái Viên Quyên Dâm Sách, ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Sách ủy, Hà Lạc Sĩ Đảng Quốc gia Công Ng cú tăng thị phóng cả lệnh công hà liều ra phu xăm thả đảng bộ miền nam giáng phính chiêm hoa giảng xanh nhua có nhãn khuya liễu giả viên giàu có tài công giáo qua kinh tế xã hội sang thập bung dâm y sinh nên sẽ phải nhãn khảo tú hò khí thông chí trang đảng bộ chính quyền xanh tháo lang xuân tại công sĩ to tào miền nam giáng phính tổng hiếu ấy căn giáo coi tài kinh tế xã hội trái quả ngò trồm phải hơn lại công số nhà giáo hộp dân nhựa xanh hà bài cõi phiền các miền như sấy ken hạt túc cao lóng cao vàng tập pung đàng tẩy cần nhúa kéo pin di tẩy túc răng thay bèn cú tòng thị phóng phó chủ tịch quốc hội hà lót sì quyền giàu buột họ giàng xanh xiên xe mài coi viển xám tài kinh tế xã hội giang pạ pung ở nằm quữa phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng giả chết sẽ tài có tỷ con sì họ giàng xanh vàng khâu dù kéo ói, đảng bộ myanmar trắng phính diêm nhúa xanh dù én răng lóng họ chí, răng lóng có nhiều sì hạt giáo tú xiến chân chàng đang bộ hoa giang xanh sang xấu hò trí to tào miên man nhốt xanh tôm roi gióng phính sấn chân xấu xây hoa giang xanh mình khâu sấn chém sấn liệp xanh sàng diệt hoa diệt cào quái phiền cầm miên mai diệt nóc sấy kênh cào lống cào vàng hoa gì hát cho phấy tu phó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc to tào xây ủy ban dân tộc hạ biển khoai vùi trực tuyến kéo quát sách thành phố tổng kết tại công sĩ y sinh phái nhắn khỏi quý công sĩ giáo bịa y xin chấm nhang Tháo dự vội chấm hòa dàng xanh nắp bung, xe mài phó chủ tịch văn hình mặt xanh Nguyễn Bình Tiếm, kiếu biển dâm cơ sở ban ngành nhô xanh. Ủy ban dân tộc như báo cáo vượt sinh, dâm như có trang khuya, công sĩ dân tộc hạt xì lầu tú, đảng quốc cha, kéo lên hệ thống chính trị giao phu, tây giác xe chỉ tốt con, tu chính phủ, thủ tướng chính phủ, giao phu tò tạo. Vậy hết là nhiệm hiếu tài giáo công sĩ miền sụ phính, chiêm các bộ ngành hạt xiên mài các viện. Dâm như y sinh lên trực phái nháng, bác lệnh có vụ đơn vị dâm Ủy ban dân tộc, kéo ban dân tộc dâm các nông tập bông, hạ trà siêu liệp quyết sợ ấy, kéo bền A-can công sĩ. Quyết lại có chương trình kế hoạch giáo sĩ thông xê giáo túc can, giang hồ, hoài nhịa, khoai quyết, giáo lớn công sĩ túc phái. Băng quẩn quan trống bị A-can giáo lớn có chương trình mục tiêu quốc gia tật giảm trồm tại Lãng Xuân Việt Seng. Kể hên lại, dâm các nông tập bông miền sổ phính thông giáo túc giám quyết tại Thị lệ giảm trồm cơ miền chóng phính nhai sấy kên hà mai có viềm công sỉ giáo sâu giò bành chả mai cha thim có phính miền như chát xin văn phá thuốc gieo phu sang lồng quý lại xê bông quật bịa sắc lống tập bung răng tẩy chiêm tập bông miền trụ phính là hang tẩy cao tú bành tỉnh cao tú hắng vàng tại công sĩ giáo bịa y sinh lên chứng nhắng ủy ban dân tộc vốn chân ánh sáng quốc cha như sỉ tài dấu phun miền trụ phính anh sẽ lóng tay công sĩ xuân Búa chính xế bố miền sụ phính dìm các nông tập cung như lồng cua lo hiếu miền màn nhé hiếu chàng lại giải quyết tốt hình ta có nhiều sĩ bút xuất dìm các nông tập cung vốn chân mong thấy miền màn sụ phính dìm các nông tập cung thì giết sẽ là hang tẩy gió nhàn gió hốp sẽ liệt bèo tròi hành vàng sang tập cung thay bành hỏi sĩ hạ sự pham ông vương mỹ vàng phó bí thư thường trực sách ủy chủ tịch hội đồng miền màn xanh hà Thảo Mạng, công ty cổ phần khoáng sản vitech hoa giang nhây công giáo quạng diêm tiên kiều xí và quang quyền kúa mi màng xe buôn buột công ty cổ phần khoáng sản vi tết hoài giang nhây tống giáo quạng hà tú yếu mi hoa xanh buôn giấy phép giáo quạng chiêm làng cào diêm xuân kiều kéo xuân cào tiên kiều xí và quang quyền palencia herrera à. lưu về giật hoai công ty giáo Sỉ bua án chẳng dom tháo đắp muôn xe hạt giáo yến chiang Thảo cam yên như sách kinh diêm lại năm tập bung Công ty nhây công giáo quạng xe bắt lên vươm lại hốp thông búng sát xoang dấu yên trang tháo môi trường. Tình giác xe công ty giáo tháo đáp muôn với hạ dấu đùn tháo miền màm. Gió phút miền màn giúp cái hên máy của in dòng tú với máy móc và là đàn sung hời. Phó Bí Thư Thường Trực sắc Vì, Chủ tịch Hội đồng Miền Màn Sách Vương Mỹ Vàng Hà hiểu quyên dân bảo quang huyền chọn cái công ty cổ phần khoáng sản Vitech Hòa Giang. Dù giáo sinh tại cửa chi nhây, ý kiến ngắn nghị công ty ở Dụ, trang làng ta xuất sở ấy trò thiếu liều mắt giáo yên thiêng và vâng mẹ hộp thống môi trường kéo cầm hiển như xe kênh dâm như tập bùng. Hoi gì hát trên nhảy, tổ đại biểu Hồ Đồng Miền Bản Xanh ứng cử dâm con bác quyền và ứng cứ chúng thị chiên phó chủ tịch Hồ Đồng Miền Bản Xanh giáo con hà mạng dạy án quang giáo sĩ kéo cử chi dâm y nâu xía thanh vân kéo tả ván. Dâm như án giáo sĩ, tổ đại biểu Hồ Đông Miên Bản Xanh hà bữa phun cử chi hữu tài nhìn nhiều Hồ Đông Miên Bản Xanh có sự lụa nhẹ dùn vùi sạp pham, quý móng bà con ta dùn vui nhây nhẹ nhiều, quá lên cử chi thông xây quyền hay. Tổng lại giả xe có xót xảm ý kiến kiến nghị pháo quốc cha, dụ màng bong thấy nhân xin banh điện vốn có nằm xuân mắc kè mà điện. Bong thánh liều thấy thêm có nằm điểm họ tòng mầm non, kiểu có nằm công trình phụ vốn họ xanh. Bong nhàn xin giáo bể tàng phâm vốn có khuôn béo biên dạng y xin đường với nháng. Bong nhàn xin thấy bể tàng phâm lồng vốn có khuôn béo biên dạng y xin đường với nháng kéo bong thính dò các năm điểm họ tòng trụ sở lang sun tút thấy rằng y sinh quá trắng thao y cao hạt dụ vài, giáo trò khang cháo chàng họ tòng trung học phổ thông quản bạ xuất chào xá thanh long liều trăm chìa cho nàn cử tri dâm tà ván xía giảm mài có ý kiến kết nghị tài xỉ thấy bầm chàng sàng phâm phu mi bản dâm sun trúng trải quốc gia ở sự mài cơ chế chính xác bong phun pia năm xuân pia diệt tẩy tà ván xía tại bên điện quốc quang giáo Pia giáo sĩ quân Công An, xã đội, kế trụ sở Ủy ban Màn, Tà Ván Xía. Cử tri nhây có ý kiến kiến nghị lọ trụ thẩm quyền quyền Xía nhây, Hà tốt đại biểu Hội đồng Màn quyền, kiếu quyền dâm y năm Xía, thanh vân, kiếu Tà Ván, trao lời giáo sinh. Thấy phiên tổ đại biểu Hội đồng Mì Màn Xanh, cú chúng thị chiên, phó chủ tịch Hội đồng Màn Xanh, Hà trao lời giáo sinh có tỷ công sĩ lọ trụ xanh như thẩm quyền. Siêu là anh có ý kiến liệu bữa pháo thường trực đồng Mì Xanh xuôi buôn Ủy ban Bàn Xanh, to tạo có năm cơ quan mang thẩm quyền mảng giải quyết việc thông thảo. Hoa Sĩ Hà Sư Pham Vương Đâm, Tổ đại biểu Hội đồng Miền Xanh ứng cử Diêm Bảo Quang Quyền, vậy ông Hoàng Đình Phới, trưởng ban pháp chế Hội đồng Miền Xanh, giáo tổ trưởng, hàm dự án tiếp xúc cử tri Diêm Sun Cầu Ham, thị trấn Việt Quang và Quang Quyền. Chàng can mình tiếp xúc cử tri xem mạnh ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Hội đồng Miền Xanh, kiểu thường trực Hội đồng Miền Ủy ban Miền và Quang Quyền dâm những án quang gió xỉ kéo cử tri xây cử tri dâm xuân cầu ham thị chấm việt quang hà mai sinh nhảy tiêu ý kiến kiến nghị kéo tổ đại biểu hồ đông mi màn xanh Hàng đề nghị xanh quyền bong nhàn xìn gió tiêu cháo bê tông trang tuồng cháo viện trụ sở sun kéo trá chá điện cháu, liều xe công tơ điện vồn có húa miền dâm đội tầng nhảy đội tờ farm như sun đề nghị quyền xét tiểu điện cháu, dâm xuân cầu thủy thị trấn việt quang kéo điện cháu quang bình nhây liều pumi màn dâm như sun hời lồng đề nghị mai sợ ấy phong thêm quân miền màn tu ca nhàn hồng như nhàn lòng gió nhàn gió hốp diêm nhu ăn sáu xì kiểu cử tri phó chủ tịch ra miền xanh trần đức quý hà lão xì to sinh cử tri nhây có tiểu ý kiến kiến nghị nhớ lại mai tham tiêu ý kiến kiến nghị hà tú quyên diêm quang quyền kiểu thị trấn việt quang trao lời giáo sinh ấy mai cử tri nhây có ý kiến đề nghị xanh quyền phong nhàn xìn liều giáo treo bịa trụ sở xuân kéo dấu điện treo liều xe công tơ điện Hun Kok Hua giam đội tình nhảy tại Pham Yosun. Phó Chủ tịch Văn Minh Hoàng Sánh Trần Đức quý Hà Siêu lành Anh, đề nghị quyên dân quang quyền, kiểu thị chấm dịch quang, sự tạo điều kiện lống, đều pumi mềm giáo trao, dâm như thống dấu thời quý em Hoàng cử chi nhây có ý kiến kiến nghị, Phó Chủ tịch Văn Minh Hoàng Sánh Trần Đức quý Hà Hiểu quyên và quang quyền, kiểu thị chấm dịch quang, dụ can chân Siêu lành Anh, bong thánh quý có năm chương trình, chính xác với đảng quốc gia nhây, liệp quốc cam hiểm tút xỉu dấu nhà giáo hốp hết ngò chồm khúng bay kéo cử tri nhây có tiểu ý kiến lọ trụ xanh giải quyết xe tổ đại biểu hội đồng miền xanh siêu là liều chuối pháo ủy ban miền văn xanh giải quyết biện thông tháo hoi gì hạt chập pham sở nông nghiệp phát triển nông thôn hà biển khoai vừa tổng kết công xỉ y sinh nền phái nhắng khoai quý công xỉ giáo địa y sinh nền nhắng ông nguyễn minh tiến phó chủ tịch ủy ban miền văn xanh thảo dự kéo phát biểu to tào vùi dâm dụ y sinh sản phẩm hãng sản xuất nông lâm nghiệp trên như rồng xanh hạ gió tốt vàng có phần công xá chân gió canh xoáng tông quấy dấu nhà gió hốp ấy can khoa học kỹ thuật cháo hà tốt gió xám bắt lên canh xoáng dâm dây hãng nhây xe hạ xoáng tú chuốt sự lành xin ha siêu xanh siêu dấn xe tú phàm pe phép sự lượng xin lành tuân có chương trình dự án vong phun úi tàu xanh hãng hăng vong nhàn lời mái xoay ngùng vang ngùng tò tom vong thánh phun xoáng mía bong Pun mái Đi vaccine Bùng Sòng Phảnh Vâm, chương trình bong Thính Pun Tào Xanh Phá Ton, Cói phiền Quan Vẹn Ngùng, bong Thính quân phun Có Hưa Chiêm Như Tập Bung pha Dập A Úi, trà Tút Giao Lống, Già Như Tráng lộc Xanh Hà Doáng Sang tú, Chút Xin pph A Kềm, Phát biểu Dâm Như Vùi, Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Văn Xanh Hà Cóc Diệt, Y Xin Lên Nháng C Khoai quế Tông vui Đảng Cóc Khang, Vậy hết lại, ngành ở chủ tác dạo ấy bữa quân xanh, liều cháu hết công sĩ cháu nông lâm nghiệp ơi lại ở sáu tức lống, xuyên trụ phát sinh công sỉ, buôn miền giáo quyên, miền giáo sỉ. phái dịa buôn chẳng năm đơn vị, vốn chân tàu tàu giáo lống công sỉ, dâm nhu ngành nhây. Dụ ánh giáo hên tác giả ấy, buôn xanh tài có chính xác, giáo hên tài nông nghiệp. Chẳng kỹ giáo sung đề án, phan giáo cảnh xoáng, biện thoáng tháo. Chiều khoai quý công sỉ, phái dịa buôn có phòng ban chuyên môn, dụ kết nhiệt tiêu sỉ, giáo hên dâm nhu y sinh lệnh dâm hàng dâm dâu vùi đất dùn, Phó Chủ tịch ủy Hình Hoàng Sách Nguyễn Minh Tiến, Hạ Pun Thủ tướng Chính phủ, nhây bảng khen Pun Việt Nam tộc doáng, kia chút đoàn sử chơi. Vậy hạ mai con cha giáo hên con sĩ, chẳng y sinh đường đùa nháng, thọ y sinh đường giáo pháp nháng, bong quần bịa, xây liệp tập bung, kéo trăng tập bung. Mưa tỏa trên hám, dâm nhuốt sĩ hoa trang khuya, mẹ vạc viện xây bước xuất, lùng choang gai, choang bẹt thọt lào. Tàng ba xe dĩa tháo, y, bê độ c và hết lại hạt gió Y chang sam thảo niêm màng nhai trạm lệ xì tước con cê dâm vua xì hoi trăng kía cùng á phái puất chủ có nhùng tổng há bành, viện bệnh viện đa khoa quyền trò hà cha Sam pháo Giang chú xì hoi táo thật ai xe buôn pành diệt hoi bệnh viện đa khoa miền bạc viêm lanh khoảng hướng chữa lành tại miềm tháo khám kết trò cha thim luận dịch buồn pèt bay kéo trên xì hoi và hết lại giờ phút bệnh viện hợp luật diệt khốn dâm khoa trò cùng á pành xây dựng hoi cha thêm chàng pia tháo xìa tạc cùng hoa tháo trò vườn sam có làn cùng a tháo trò thông sư dụng húp kéo trang môn, lời chính sẽ vầy lùng vật là choang sông kéo tôi biểu bướn thò lào gió buôn miền cố cứ cùng hoa như cha mát tụ hình liều cáo lấu miền tháo trò bảnh xây dâm nhuôn sĩ hoi trang phía bệnh viện đa khoa miền vạc quyền hà cha thêm hưng thiệp dung bảnh xấu bền cáo đia có nhục cả ai lồng giọt bảnh buôn miền dụ bảnh liệu cái hết lại, có y bác sĩ nhóm bệnh viện trả khuyến hiểu cơ miên can mai nhầm hưu bùng xoàng có nhồng bệnh dâm nhớ tổng hà can phún bằng tài bị thong tháo lùng sàng sẽ ép xuất sàm con trang thon lào và hết lại cơ miên xù tháo khám tỏ bệnh nhóm bệnh viện với ớt sụ dâm tiêu sụt lùi hấu chôm hát một mạch bệnh sẽ trụ can chân mình sò liệu phún chân phong thánh phun họ xanh dâm cao nguyên bệnh chia được văn tẩy bị tổng hạ trang C sang nay các đoàn đơn vị tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1, tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải, công ty cổ phần kỹ thuật nền móng, họ tòng đại học công nghệ giao thông vận tải, hà phá mảng buôn húa, có họ xanh chiêm họ tòng tà lùng xía đồng văn quyền, quan hà tháo màng buôn họ xanh chiêm tà lùng xía đồng văn quyền, lụa bé tấy lùi chom tòng nhùng, giật xin phàm bé hưng diệp tấy có nhùng đùi hấu, kéo thăm nhùng sâu bát cái nai lồng hộ sâu, buôn đơn vị và buôn hưng khoai sáng trong buôn hưng sở chính xế. Bắt lên quần hứa, buôn có lần họ xanh, dâm tà lùng xía, kiểu có khu béo chính xế, xe, xe ở làm tháo chuối dập chiều nhàm. Nay xây dịch tiểu công, giáo lắc xì mà dầu, gì cả cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên giáo xỉ dâm ngành giao thông vận tải nhây. Bong thính buôn cùng hoa, dâm là hang tẩy. Vậy Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đứng ra thang phát tổng quế y hán lên ông Tổng há Choang, khảo mai có đơn vị dâm bộ giao thông vận tải nhây quần hứa Quang pôn có làn họ xanh kiểu có hua peo dâm là hang tẩy cnc mất lót xì mà lê dầu lại xính xây pôn quật hang bừa cong vừa nòm lống vừa nòm hu nòm giỏi quý khâu Miên màn cái phần dâm mua tỏi xính hao ngoáng đại phóng sinh hoa giang như lệ xình cong như miền vả y hít mua tỏi e xíp ngoáng cong tài ở nằm quốc nhây sang hiện pháp quẩn cong tài quốc hội điều xiết hưng hội đồng dân tộc vết mài chủ tịch các phó chủ tịch, kiểu các ủy viên. Chủ tịch hội đồng dân tộc sẽ vẩy quốc hội pu, Các phó chủ tịch, kiểu có ủy viên hội đồng dân tộc sẽ vẩy ủy ban thường vụ quốc hội phê chuẩn. Tại nhảy, hội đồng dân tộc xét dụ tác ra ấy kêu kiến nghị pháo quốc hội tại công sĩ miền dụ phính. A can quyền giám sát, kiểu A can chính xét miền dụ phính. Có chương trình kế hoạch giáo quan kinh tế xã hội, dân là hang tẩy, kiểu tập bu miền dụ phính. ta Pham C, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, tụ sinh tháo chính phủ như vùi, sang làng tài, khoi có chính sách miền dụ phính. Xuất quê tỉnh ây can chính sách miền dụ phính, xe chính phủ, dụ ngoáng hội đồng dân tộc nhây ý kiến. Tập phái xe, hội đồng dân tộc mà có nhùng công sĩ quyền hạn cả lành. Hàng quốc hội như ủy ban, tụ quê tỉnh dâm, khoản tân nhảy, điều xếp thực lụa. Điều xếp thực lụa, quốc hội như ủy ban, xe mai chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm, kiểu các ủy viên, chủ nhiệm xe vẩy, quốc hội pu. Các phó chủ nhiệm kiểu các ủy viên ủy ban C7 ủy ban thường vụ quốc hội phê chuẩn. Tờ nhảy, quốc hội những ủy ban C thẩm tra dự án luật, kiến nghị tài luật, có dự án cơ lệnh, kêu báo cáo tu quốc hội phải ủy ban thường vụ quốc hội phai, ai can quyền giám sát và luật tỉnh, kiến nghị có tiêu xỉ lộ trụ ủy ban nhây. Tờ pham, xỉ liệp quý xét gián quốc hội những ủy ban C7 quốc hội quyết định. Mìa màn cái mô tả trên hám, dâm nhũ y xin này phải nháng, thành phố Hoa Giang, Hà Mai Y Nam Xí Đảng Thị Nhất lại xây phương độ kéo phương tiện tu chuẩn tại thế liệt Đăng Xuân Việt Giang. Nay chính xây dựng vận công giáo tu quan sống giang cấp ủy chính quyền tháo miền mạm. Sỉ sì giáo xuất giang thế liệt Đăng Xuân Việt Giang cho Y Nam Xí là chính xây miền giấu miền tốt siêu lời. Y hít mưa to chầm ngoáng. Giang Y xin Nam Xí Nhất Trắng phương độ xía thành phố Hoa Giang tu kiến giáo xía quê con thế liệt Đăng Xuân Việt Giang dâm nhô xanh. Xã hộ đáp tỉa Ây Căn Quốc gia Nhi Công sẽ liệp đăng xuân viện sang với lồng xía, xính mài chút tiêu chí. Đảng bộ xí phân bảng này sẽ diệt thống trang hồ đó xì lống, liệu rõ hên tại có những công sĩ dân như, như tập bung. Với hắn lại, hà hiểu lêm hệ thống chính trị, chọn mai quần sáng trên giáo sáng sẽ pháp tiêu chí mắc cảnh mài. Liệu buôn tầm dò miền màn Ây Căn Châu, xí hạ bền giáo lông tại công sĩ dùn búa công tại các mục tiêu, kéo có tiêu nhìn nhiều, kéo lời nhuốc xí xây liệp đăng xuân sang. Mạng nai sẽ tiêu công sĩ quan sống chiêm như tập bông nhây liều giáo phúc cầm hiển xiến kéo Ây can sấu lái sơ lóng tại công sĩ run búa văn tống vết cam hiểm thông trần xuất nhạt dìn còn Pâu, liều giáo treo biện lang biện sun biện peo kéo có làm công trình phục vụ buôn gió miềm mài sầm phước biển hà càn khan buôn đảo thâu liều khoi giáo treo ông nguyễn văn cao dâm sun hạ thành phương độ xía thành phố Hòa giang hà công cái tháng đầu tiên là được dâm nhua tàu há xe bển khoai vùi rút miền rồi, y thóc bưa rùn, cái hình miền mềm hưu rời, quyền hơi xe cà miền cản buôn đỏ thâu dưỡng dưỡng liều khoai trao là mở rộng cái hành lang hai bên đường và trục chính của thôn ông Nguyễn Xuân Diệu bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban phương độ xía thành phố Hồ Giang Anh chương trình các cái chính sách của đảng nhà nước. Do ai căn đảng của cha nhây có chương trình chính sách tại phong phong bì màn thấy liệp đang Xuân biển xe Vẽ Vệ sụ chuẩn bố phong bì màn hưu, xí hạ bền khoai vùi kéo có năm làng. Bố phong bì màn hưu tài công thấy liệp đang Xuân miền xe kéo ai căn giáo các quần công. Quý cái hình chuẩn bước bà, xe mì màm thả thông hữu dấu ai can, chàng lại vẽ lùm xía thăm mai quẩn xấu Giang cấp ủy đảng chấp xía, tháo các chỉ bộ, lang chun cho các chương trình nghị quyết bịa sang làng cái mì mầm thông chí khoai rau a can để triển khai để thực hiện phương thiện xe tay nhảy lắp xía dâm thành phố hội giảng tốt công nhiệm chuẩn lang chun biển sen rau a can công xây đẹp lang chun biển sen nhạc y sinh đường sử dụng nước nhắn xã hội xe sinh mài bua tiêu chí quyết cái hình biên nhắn can chân a can rau xía hà rau sung sáng dịch chuối tiêu chí can chương trình dây có lên của nhân dân lòng gió xe kiệt bé lệnh thiệt tỷ nhảm nhua lại của nhân con chẳng xanh thành phố cơ quan chính trị lệnh nhây phong phun tủ bết thêm lệnh tỷ hiểu có năm cơ quan doanh nghiệp sẽ chơi phong thính quân tú treo lụa tỷ lệnh miền màn phong thính tủ chút tỷ lệnh kéo phát diệt xin hoài công xấu mai sắm phước biếu hà can phun dĩa tiệp thiên sĩ quen đào thâu liều khoai treo nhua xì thấy nghiệp đang xuân biển sen dân phương thiện xía xính xe khoi trang quần công chìa tháo buôn trang làm miềm kéo bóng miềm màn những ý kiến nhà lại xe tốt mi mềm thồng dí xỉu dấu ây can ông nguyễn văn sèn dâm xuân tiến thắng phương thiện xía thành phố hội giang hà công tôi thấy thứ nhất xây dựng nông là cảm thấy ngôi nhà dìp quả xe quyết dấu ây can chương trình lang xuân biển sen vẽ càn sỏ tốt này, béo rồi. dâm cào lống rồi. cái miền thông hiu do nhà sạc hốp ây can khoa kỹ thuật Thế cháu hang à, xoáng có nhùng sen bèo quấn cả mẹ quấn xoáng kềm, úi tung. Mạng bài màn, hà thông hưu lượng, tụ, do à, có nhiều khen xoáng, mà rất hơi hỏng, cao tốt trá. Ông Nguyễn Văn Kịch, bí thư chi bộ, xuân tiến thắng, phương thiện xía, thành phố giảng, anh công. Thế muốn để nghị quyết đó đi vào cuộc sống thì trước hết. Ôi tỏ có năm nghị quyết, mình bịa miền màn như xe kênh, xe đảng thành nhất, ở dụ chuồn bừa văn tấm miền màn, trần dẫu ê can, công xét liệp đáng xuống biển sang, vài miền giấu, miền tốt hữu, miền sang làng, miền kiểm tra, miền màn tốt sửa lời. Quyết công xuân bước văn tống, cái miền hà thông hữu, a can giấu công sẽ liệp đang xuân về sang, nãy xính xe, giấu bốn cằn nhân lang xuân, cao ruồi, văn mệnh. Với hát lại cái miền hát tàu, dập mảnh hiếu, giấu a can lống. Cho nên là đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Liệu giấu lống a can có tiểu công sẽ liệp đang xuân về sang, xe phương thượng xía, Hà phát tống liệu pun cam miền xã chất xấu thái ủy cao phát lên có năm xuân nhớ xía thông mải quốc trai như điện chút sự lành quần pẹ có tiêu bẩm chuẩn thông tút sẽ lóng miền màn như sẽ kênh xiên mải có viền cha pháo quân bành nhiệt làn nhiệt trắng sư duấn tú giật chúa lành chịu nhàm có năm họ tòng chạm y tế thông tút chuẩn của cha mai tóng truy cập internet biển bắt lên miền màn chấp nhận tập ung thông mải vơm lòng dành tập ung làng tẩy tút giang thái bành dân chủ dâm cơ sở chiến hoa dị cao tú gió ấy căn lóng ông Lê Văn Chất, bí thư đảng ủy phương Thiện xía, thành phố Hà Giang, Hà Công. À, vụ trọng tâm đầu tiên, ban chấp, định, nhất, đất, ban chấp hành đảng bộ xã xác định. Công sĩ quan sống đảng thành nhất, C ban chấp hành đảng bộ xía Hà xác định là quyền, chính, quyền, chính quyền, xe dụ gió lóng tại công đất sĩ dùn bước văn tống, liều bố mì màn hưu thấu tại lề dầu, công sĩ thế liệp lang xuân biển giang, nhuôn lại đất, miền xe dụ A can rau dính, kéo mì màn tốt siêu lầy Quý dùn bứa miền màn hả hưu thấu tại sĩ thế liệp lang xuân biển giang, xính xê phục vụ quân cơ miền sau sách kênh, vẩy quốc cha bất giỏi, tập quân vất vàng, công bằng, văn minh. Giang lại c ban chấp hành đảng bộ xía, hạ phốn màng công xây liệp lang xuân viện xeng, dụ giáo lống, tài sĩ, phát tống, đồng mi văn như chá, ơi can giáo góc quản công xây liệp lang xuân viện xeng, dâm như tập quân. Để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở trên địa bàn xã phương thiện. Quý tò tạo khoai giáo ơi can công xây liệp lang xuân viện xeng, C ban tạo tạo xây liệp đang Xuân hiện sang thành phố Hội Giang Hà lão sĩ gia phu tọt tà công sĩ dùn búa vân tống. Quý biên nháng, xe hà mai dẹp bé bếp thật dùn, dùn búa vân tống, tu bền dấu dẹp con nòm láng chun. Bền dưới phim có lạc con nòm tập bung, dẹp nhuốc kinh nhiệt xanh, nhé công xây liệp năng xuống viện sang của mi màn hưu hộ dấu ai cam. Dấu tú lụa bé hứng dẹp khoai bang rôn, công tài giật chúa tiêu chí xây liệp năng xuống viện sang. Y tú phạm bé hứng dẹp khoai dây, dùn công tài, đưa tiêu sĩ xe có hứa bé sổ dấu xìa tiêu xì lang chuôn rụt cháu kiếu hiệt tiêu xì xiết rụt cháu liễu già phát tống lo góp quần chàn chã dầm có năm chương trình 6 dâm y năm xía phương độ cái phương thiện bắt lên xe tú nhì pé phân xì nhất tỷ nhàm ấy căn phương châm quốc cha cái miền bàn chẳng xấu chùa quần nhàn con quốc cha bong phun, xe thành phố giang hạ anh hiểu có doanh nghiệp miền dâm nhua thành phố Huyang, bong bùn, sẽ giang bong phun, liều thế liệp đang xuống miền sang quyết lại xe miền màn dâm có xía hạ càn quân tháo luật sẽ xin sĩ quen đào thâu thánh tháo nhìn sẽ lần xin hoài công kiểu chú xin pet pet sĩ là bề phai là bề liều khoai sáu quen đùa năm tổng cháo lang thôn có năm doanh nghiệp hà bang tú đùa tỷ nhàm kiểu chẳng pet tôn xi măng ông trần mạnh lợi bí thư thành ủy hòa giang hà công triển khai thực hiện cái chương trình nông thôn mới liệu ai can sao lớn tại công sĩ sẽ liệp đang xuống miền xiang xe thành phố hoài giang hà phấn bảng công sĩ xuân bưu văn tống với dịp quần công đó gì quan trọng phải dân bước vấn tống miên màn sinh hưu sinh thấu sinh ây can dấu giáo tú xe cam miền tốt xỉu trang lại đấy cam miền sinh ây can dấu dính với hết lại công sĩ chuồn búa diêm như thành phố nhây xe hà mài có biển xám kiểu xăm nhục sợ ấy chuồn búa liều với cam miền thông mài nhầm hiu tiểu sầu ấy nay chính xe về tiểu sầu ấy lóng tò tào khoai công dấu thế liệu đang xuống biển sang diệp y nam xía phương thiện kéo phương độ diệp nhiều thắng quía của thành phố hà giang vừa qua chỉ tôi có quía a can dấu quốc cha như công tại thế liệu đang xuống biển sang xây ỉ keo lang xuống diệp nhiều thành phố chàng xiên hà mai có biển sen tu tài nhất là chính xe cái biển như nhiệm hữu tại dấu nhận giao hốp giang vệ sinh diệp tổng tóng kéo mà trách nhiệm kiếu tổng toàn miền miền bàn hạ cao trần giáo công phong quần địa giáo quan tài kinh tế xã hội dâm thành phố rằng có việc thu quê trời phú lời Sinh. bữa trăng hàng cuối hồ à na à. vui là ua ua ua. bữa trăng nhà nồi

ta tờ... phía ô ca nghỉ quyết á à đông sao siêu quyết á... Đang đàng gia mai có thu na khỏi thông a à. thiết lầu tháo Mãi mai mai hàng hoa

có chú na trời phu na tu bia họ tổ sâu chia rằng Dàng... có nhau vào tu rồi ít sao thơ màu đeo xin chúa ơi yêu tham giang vừa phải cha tình 庄稼变价，一垄菜。 miền bàn cái phương giống một tật trên hám y hoa đẹp cũng sinh hoa vàng như lời xin có như miền vào thân ép với liều to sinh tập do miền bàn cái mưa tỏi hạt liệt sang hồ chút